vú sao nó chuỗi ghê. Vú nó dễ chai hơn. Nó làm bông đẹp. Vậy xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại Đức Phổ. Và cuốn video lần này mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn là những tác phẩm dúi của anh Phụ tại thị xã Đức Phổ. Cuốn video lần này mình muốn chia sẻ đến các anh chị em đam mê nghệ thuật bonsai dúi ba cái tác phẩm dúi khủng. Số điện thoại là chủ nhân thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Cái này thì sống rất là khỏe. Tiếp theo là một cụ dúi khủng. Cái này vành đế là 280. Thân câu là 3 mét. Hiện giờ thì nhà vườn chỉ mới có định hình thôi. U năng tủ đời cái này rất là giỏi.